yêu đâu. Sợ em đấy. Ở nhà thì liệu ra vào trong mà, mày cứ rù rù trong phòng làm gì đấy? Em làm gì đâu. Mày tin tao. Mày tin tao tắt cái điện thoại của mày ra quốc lộ 6 không? Ra trong hàng đây. Mẹ về tận cả hai thằng bây giờ. Chị cứ vào nghỉ đi. Đánh đá thật đấy. Chào Linh, Linh cho anh xin in.